Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá cả thị trường phân bón ngày 31 tháng 1 2024, nguồn cung ure không nhiều, chào giá các loại phân bón ổn định. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 503-507, Phú Mỹ 504-508, Bình Điền 504-508, Ninh Bình 500-550, Trung Quốc 503-508, ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục và ure Brunei hạt đục dao động từ 503-508. DAP Hồng Hà Xanh 1.050.000 tới 1.150.000 đồng. Trung Quốc nâu 64% 803 tới 806. Trung Quốc vàng 64% 803 tới 806. Đình Vũ 750 tới 800. Đức Giang vàng 64% 706 tới 709. Nga đen 64% 803 tới 806. Nga xanh 64% 803 tới 806. Ba con cò 1 triệu tới 1 triệu 1. Hàn Quốc đen 1 triệu 1 tới 1 triệu 2. Xanh Tường Phong 804 tới 808. Cali, Cà Mau 803 tới 807, Phú Mỹ 803 tới 806. Ba con cò 850 tới 808. Cali Miễn Cà Mau 506 tới 509. Cali Belarus bột 406 tới 409. Israel hạt Miễn 502 tới 506. Israel hạt nhuyễn 406 tới 409. Israel trắng 504 tới 508. NBK 16-16-8, Bình Điền 606 tới 609, Cà Mau 607 tới 701, Phú Mỹ 606 tới 609, ba con cò 850 tới 900, Việt Nhật 650 tới 609, Saramila Complex 12-11-18, 603 tới 608, giấy bao 25 kg, Hàn Quốc 16-16-8 cộng 9S 600 tới 650. 16-16-8 TE Việt Nhật 720-750, NBK 20-20-15, 3 con cò 807-901, Bình Điền 850-808, Sông Danh 808-902, NBK 20-20-15 TE, Bình Điền 1.050.000-1.1, Phú Mỹ 1.000.000-1.050.000, Phân Lân, Xích Bê Lân, Long Thành 204-206, Lân Văn Điển 209-302. Ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, ure Cà Mau 504-507, Phú Mỹ 503-506, Bình Điền 504-507, ure Hà Bắc 502-506, Ninh Bình, Trung Quốc 502-506. DAP Hồng Hà Xanh 1.050.000 tới 1.1 triệu. DAP Trung Quốc nâu 64% và DAP Trung Quốc vàng 64% đều có giá 803 tới 806. Đình Vũ 702 tới 706. Đức Giang vàng 64% 706 tới 709. Nga đen 64% 803 tới 806. DAP Nga xanh 64% 803 tới 806. Ba con cò 1 triệu tới 1 triệu 1. Hàn Quốc đen 1 triệu 1 tới 1 triệu 2. NBK 20-20-15 TE Bình Điền 975 tới 1.050.000. 20-20-15 Bình Điền 806 tới 900. 20-20-15 ba con cò 809 tới 902. 20-12-7 TE Bình Điền 900 tới 950. 18-86 Việt Nhật 802 tới 804. 18-86 TE Việt Nhật 803 tới 808. 16-8-14-12S Việt Nhật 850 tới 900. 16-88 Phú Mỹ 708 tới 802. 15-5-10-14S Lào Cai 508 tới 602. 20-12-7 TE Bình Điền 900 tới 950. 19-16 Sông Danh 709 tới 850. 20-66 Ninh Bình 707 tới 802. 13-13 Lâm Thao 708 tới 803. 16-8-16 Phú Mỹ 403 tới 408. 16-88 Lâm Thao 800 tới 850. 12-5-10-14S Lào Cai 508 tới 602. 15-5-20 Sông Danh 750 tới 800.
Vân Lân, Văn Điển 209-302, Lâm Thao 206-209, Lân Đen 201-206, NBK 16-16-8 Bình Điền 609-703, Cà Mau và Phú Mỹ 608-702, Ba Con Cò 809-902, Việt Nhật 607-700, Hà Lan 700-750, Philip Korea 806-900, 16-16-8 TE Philip Korea 806-900, Cali, Cà Mau 803-807, Phú Mỹ 803-806, Ba Con Cò 850-808, Cali Miễn Cà Mau 508-601, Belarus Bột 408-502, Israel Hạt Miễn 504-508, Israel Hạt Nhuyễn 408-502, Israel Trắng 550-509, SA Nhật 401-450, Trung Quốc 450-408, Đài Loan 402-407. Ở khu vực miền Trung, Ure, Cà Mau 550-508, Phú Mỹ 504-507, Bình Điền 550-508, Hà Bắc 503-507, Ninh Bình 502-506, Trung Quốc 504-508. DAB, Hồng Hà Xanh 1.050-1.100.000, Trung Quốc nâu 64% và Trung Quốc vàng 64%, 803-806, Đình Vũ 702-706, Đức Giang vàng 64%, 706-709, Nga đen 64% và Nga xanh 64%, 803-806, Ba Con Cò 1.000.000-1.100.000, Hàn Quốc đen 1.100.000-1.200.000, NBK 20-20-15 sông danh 906-908, sông Hương 1.030.000-1.050.000, đầu trâu 907-1.050.000, bông lúa 904-908, Ba Con Cò 906-909, NBK 16-16-8 Bình Điền 609-703, Cà Mau và Phú Mỹ 608-702, Ba Con Cò 809-952, Việt Nhật 607-700, Hà Lan 700-750, NBK khác 16-88 Phú Mỹ 801-850, 15-5-10-14S Lào Cai 506-601, 20-12-7 TE Bình Điền 900-950, 19-16 Sông Danh 709-850, 20-66 Ninh Bình 609-702, 13-13-13 Lâm Thao 708-803, 16-8-16 Phú Mỹ 707-800, 16-88 Lâm Thao 802-804, 12-5-10-14S Lào Cai 508-602, 15-5-20 Sông Danh 708-802, 20-5-5 Bình Điền 700-704, 17-19-9 TE Phú Mỹ 809-904, 18-4-22 TE Bình Điền 907-1.010.000, 17-7-18 TE Cà Mau 804-808, 17-7-17 TE Cà Mau 850-808, 17-15-9 TE Phú Mỹ 803-807, Phân Cali, Cà Mau 803-807, Phú Mỹ 803-806, Ba Con Cò 850-808, Canada Miễn 602-650, Cali Miễn Cà Mau 508-601, Belarus Bột 408-502, Israel Hạt Miễn 504-508, Israel Bột 408-502, Israel Trắng 550-509, Phân Lân, Lâm Thao 250-209, Lào Cai 204-208, Văn Điển 250-209. Ở Đông Bắc Bộ, Ure, Cà Mau 506-509, Phú Mỹ 550-508, Bình Điền 506-509, Ure Hà Bắc, Ninh Bình 503-506, Trung Quốc 507-509, DAB, Hồng Hà Xanh 1.050-1.100.000, Trung Quốc nâu 64%, Trung Quốc vàng 64%, 803-806, Đình Vũ 702-706, Đức Giang vàng 64%, 706-709, Nga đen 64% và Nga xanh 64%, 803-806, DAB Ba Con Cò 1.000.000-1.100.000,
NBK 13-13-13T Bình Điền 806-809, 16-68 Việt Nhật 802-850, 16-16-8TE Việt Nhật 806-809, 16-16-8 Ba Con Cò 809-902, 16-16-8 Phú Mỹ 802-850, 16-16-16 Ba Con Cò 803-808, 16-16-8 Lộc Điền 603-609, 16-88 Phú Mỹ 800-804, 16-88 Lâm Thao 801-850, 16-8-16 cộng 4S Lâm Thao 804-808, 16-88 cộng 9S Lâm Thao 804-808, 15-15-15T Amoni 406-408, bao 25kg, 16-16-16 Chaban 502-508, bao 25kg, 12-5-10 Lộc Điền 500-507, 16-88 cộng 9S 803-808, 13-13-13 Lâm Thao 504-508, 20-20-15 Sông Danh 1.000.000-1.050, 20-20-15TE Bình Điền 1.050.000-1.001, Lân Lâm Thao 207-301, Lân Lộc Điền 209-304, Vân Điển 250-208, Cali Cà Mau 803-807, Phú Mỹ 803-806, Ba Con Cò 850-808, Cali Miễn Cà Mau 508-601, Belarus Bột 408-502, Israel Hạt Miễn 504-508, Israel Bột 408-502, Israel Trắng 550-509, giá áp dụng trên mỗi bao 50kg mua bằng tiền mặt. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.